Chiều ngày 29 tháng 8, sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt nhóm cựu công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM ăn tiền và giải cứu nhóm tàn trữ mua bán ma túy. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Phạm Thanh Tuấn, cựu trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, có vai trò chủ mưu, tổ chức chỉ đạo các bị cáo khác là cấp dưới thực hiện hành vi. Vì động cơ vụ lợi nên bị cáo Tuấn đã tha cho các đối tượng liên quan đến ma túy. Vì thế, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án 7 năm tù giam, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Tuyên phạt bị cáo Lê Văn Quý mức án 4 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Phan Văn Hòa 3 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù giam, phạt bổ sung mỗi bị cáo 30 triệu đồng. Ngày 29 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành xét xử bị cáo Trần Thị Kim Loan, sinh năm 1966, vợ của cựu Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, bà Loan là Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Hoàng Hạc, kinh doanh chuyên yến sào. Trong quá trình kinh doanh, do thua lỗ nên bà Loan đã thế chấp tài sản vào ngân hàng và vay tiền của nhiều người, nhưng sau đó không còn khả năng trả. Bà Loan nhiều lần vay tiền nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà, sinh năm 1974 để trả nợ, tiêu xài. Tính đến cuối tháng 9 năm 2019, bà Loan nợ của bà Trà 18,6 tỷ đồng và tiếp tục thêm 30 tỷ đồng. Tháng 12 năm 2019, bà Loan vay một người khác 3 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền, bà Loan bỏ trốn nên bị các chủ nợ tố cáo đến cơ quan công an. Sáng ngày 29 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Danh Thép, 30 tuổi, quê huyện Dòng Riền, tạm trú xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, mức án 7 năm tù cho tội danh, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, tối ngày 14 tháng 11 năm 2022, Danh Thép lái xe ô tô biển số xanh từ phường An Thới về xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Thép bị mất kiểm soát trong lúc lái, tông vào nhiều thùng rác bên đường, rồi tiếp tục tông vào hai nữ sinh đi xe máy khiến một người tử vong sau đó. Công an xác định lúc lái xe gây tai nạn, Thép có nồng độ cồn cao và không có bằng lái xe. Liên quan đến xe biển số xanh gây tai nạn, cơ quan điều tra xác định chiếc xe này ban đầu đăng ký thuộc sở hữu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Sau khi hết niên hạn, xe được bán thanh lý dạng hóa giá cho một cựu phó ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang. Ông này dùng xe đổi cho một cựu phó phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh Kiên Giang để lấy đồng hồ. Cựu phó phòng cảnh sát giao thông lại bán xe cho người đàn ông khác. Trong lúc ông này đang thụ án tù do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì con trai ông cho Thép mượn xe. Tối ngày 14 tháng 11 năm 2022, Thép lái xe gây tai nạn dẫn đến cái chết thương tâm của nữ sinh 16 tuổi. Ngày 29 tháng 8, Công an quận 3 phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong khi thông cống vớt rác trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 28 tháng 8, người đàn ông 55 tuổi ngụ quận 3 được thuê xuống hố cống ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP.HCM để thông cống nghẹt và vớt rác. Sau khi thông cống, người đàn ông leo lên thì ngất xỉu, gục xuống. Công an và nhân viên y tế có mặt sơ cứu, nhưng ông này đã tử vong. Một số người dân cho biết, người đàn ông xuống vớt rác thông cống được vài phút quay trở lên thì xảy ra vụ việc. Trước đó, sáng ngày 26 tháng 7, 5 công nhân dọn vệ sinh dưới cống ở đường Trần Văn Dào, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Xảy ra sự cố bị mắc kẹt dưới cống, một người tử vong. Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân là do ngạt khí. Chiều ngày 29 tháng 8, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ nổ xảy ra tại một phòng trọ tại khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, làm anh Dương Văn Duy, 27 tuổi, quê xã Tiên Lãnh, Tiên Phước, Quảng Nam, bị bỏng nặng. Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, người dân trong khu vực trên nghe tiếng nổ lớn ở một phòng trọ nên chạy ra xem, thì thấy phòng trọ bốc khói nghi ngút. Từ trong phòng trọ này, một người đàn ông đang cố gắng chạy ra ngoài, trên người nhiều vết cháy đen. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng phương tiện lập tức đến hiện trường dập tắt đám cháy. Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ nghi do thuốc pháo.
Ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt đã triệu tập làm việc với những người liên quan vụ cô gái bị nhóm người hành hung ở gần Hồ Tuyền Lâm. Theo điều tra ban đầu, cô gái sinh năm 2005, ngụ huyện Đức Trọng, có mượn tiền của một người tại thành phố Đà Lạt. Chị của người cho mượn tiền và cô gái xảy ra mâu thuẫn, chửi nhau trên mạng xã hội. Sau đó, sáng ngày 27 tháng 8, hai nhóm hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau, nhóm cho vay chở cô gái đến khu vực đường tránh tại Hồ Tuyền Lâm. Tại đây, 5 người đã lao vào đánh cô gái, trong đó người dùng nón bảo hiểm đánh nạn nhân là một nữ sinh 17 tuổi.